Em chỉ định chào tất cả các bác mọi miền Tổ quốc nha. Sáng nay về toàn là lo bot và hàng đấu mạng về nên nó cực kỳ đẹp nha. Và về được hai cặp bot 301 AV monitor rất là đẹp luôn, một cặp trên một cặp dưới, đều đồng giá là 12.800. Bên em giá cân đối cũng như là hàng đạt tất cả gần zin và bao zin tuyệt đối cho các bác về, các bác vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Chuẩn bị cái Tết mà năm nay thì đây là những cặp lo bot về trong cuối năm phục vụ các bác. Và em sẽ tiếp tục về những cặp tiếp theo, nhưng mà thời gian còn khoảng 1 tuần hay 1 tuần rưỡi mới có hàng nha các bác. Tại vì hàng mạng nó không có về nhanh được, 15 ngày hoặc là có khi là 12 ngày nó sẽ về. Ai lại gọi nữa. Và sáng nay về là hai cặp AV monitor nè, một cặp Bot 301 Sonata Limited dòng cuối đời nâng cấp từ AV monitor lên, là dòng được rất các bác xanh lồng, và cặp đời cao cấp nhất của nâng cấp của 301 Series 3 là 4.2 Series 2. Đều là hàng đẹp, thiếu mỗi cái thùng xốp thôi nha các bác. Thiếu mỗi thùng xốp thôi, bác nào muốn sở hữu cặp nào thì liên hệ cho em nha. Thì sau đây em cũng báo giá và cũng gửi ekang để các bác cùng xem. Còn loa thì nó đẹp kính công từ A tới Z, cũng như là không một vết cắn hay là một cái gì luôn. Nói chung đẹp thiếu mỗi xốp thôi. Được, sáng nay về 4 cặp loa nó rất là đẹp và rất là ưng ý luôn. Và sau đây em mời các bác cùng xem từ cặp Sonata Limited trước nha, rồi tới cặp 4.2, rồi sau đó đến cặp hai cặp AV monitor. Các bác cùng xem cái tiếng loa và độ đẹp của tiếng loa nó như thế nào. Cặp Bot 301 Sonata Limited và cặp 4.2 Series 2 đều đồng giá là 16.500, đã bao gồm phí ship. Tất cả những sản phẩm phía trên các bác đang xem, nếu các bác chuyển khoản đủ em sẽ đều bớt 200 như thường lệ. Còn nếu cọc tiền thì cọc khoảng 10% trở lên, 1-2 triệu trở lên để em ship hàng nha. Rồi sau đây mời các bác cùng xem, đẹp thiếu thùng xốp hết nha các bác. Đặc trưng của Sonata thì nó là bóng gương nha, bóng gương mới cực kỳ nha. Và dòng này thì ekang nó mở cực lắm không? Nó làm cái gì cũng chắc cú từ ekang, cách mở ekang. Tất cả ốc ác là nguyên hết, chưa đồng chạm gần viên hết, tất cả cặp loa là gần viên hết nha. Hàng đó mạng bay về, đẹp ngất ngay luôn này. Thiếu một hộp xốp thôi. Con này mà bỏ vào hộp xốp thì nó bị lỗi giá dữ lắm nha các bác. Nếu mà có hộp xốp về nó rách. Nó rách vì sao các bác? Rách vì sưu tầm một tí, cũng như là tiền vận chuyển thêm một cái thùng nó to hơn. Các bác thấy nét không? Đấy, ngất ngay, lo chép lo mic được. Đẹp ngất ngay luôn. Đấy. Em mở ekang luôn. Thì nó thiết kế cũng như số AV monitor thôi các bác, nhưng mà nó nâng cấp về hệ thống phân tầng và âm thanh, nó được cải tiến khá là nhiều. Đấy, nên là nó là dòng limited sản xuất số lượng nha. Đây là cặp AV monitor. À xin lỗi các bác, Sonata Limited. Sonata Limited là chỉ nó màu bạc nha. Còn AV là chỉ màu đỏ. 16.500 nha các bác, một cặp duy nhất nha. Rồi em tới tiếp tục là cặp 4.2 nha. Cũng thiếu thùng xốp luôn các bác. Đây các bác thấy này. À nó bay về, các bác thấy cái chắc nó rất là đã luôn. Từ cái căn này nó căng lì luôn. Căng lì luôn. 4.2 là phiên bản nâng cấp hết số của dòng 301 Series 3. Nó nghi nhạc hay nhỉnh hơn 301 Series 3 một tí, nó đắt hơn các bác. Vừa nghi vừa hát. Đấy, mới lắm. Các bác nhìn góc cạnh này, sắc liếm như cặp Sonata cũng vậy. Thiếu một hộp xốp thôi. Đấy. Gần dinh, ốc ác các bác. Nguyên si. Từ bến về là về chỉ thổi bụi thôi các bác. Hoàn hảo hết. Chỉ việc là mình thưởng thức nó thôi. Đấy, còn lại thì nó quá là đẹp. 16.500. Đấy, các bác thích 4.2 thì lấy 4.2, thay lấy Sonata Limited thì lấy Sonata. Đầy đồng giá là 16.500. Còn đây là hai cặp AV monitor, giá là 12.800.000. Đấy, em thấy ekang còn lại đẹp hết nha. Không cần bàn về độ đẹp luôn nha. Các bạn thấy nó nét này. Đấy. Mới tin. Đây các bác cùng xem đây cặp phía trên nha. Khi những cặp bot á là đúng, nó đúng cặp là cái tiếng bass lo bass nó đều nhau nha các bác. Gần zin hết nha. Gần zin hết, các bác nhìn ốc ác này. Đấy, cặp trên cặp dưới này. Cặp trên đây là cặp trên nha. Đấy. 12.800 về này, về chỉ hai cặp và cặp phía dưới. Đấy. Tiếng lo nó sẽ đều nhau nha. Nguyên bụi này các bác. Thổi đi, thổi chưa hết. Các bác nhìn độ nét của lo này, từ cái cạnh này các bác. Đấy. Gần là gần zin hết nha, gần zin hết. Ốc ác là chưa đụng chạm gì luôn. Bao zin là tuyệt đối cái loa, những cặp loa em đưa về nha. Hàng chắc nước ngoài về thì các bác không cần bàn về độ chắc rồi. Đấy,
tiếng lo đều nha. Từ bát mic chép vân vân. Các bạn nhìn cái cạnh này. Đấy. Như vô làm vậy đó. Này coi ha. Độ chi tiết nó rất là cao. Bác có lấy cặp nào cũng được nha, cặp trên, cặp dưới. Cặp dưới là bát vàng, mic vàng, chép vàng, cặp trên là bát xanh, mic xanh, chép xanh. 12.800.000. Chuyển khoản đủ thì còn 12.600.000. Còn 4.2 và Sonata Limited là chuyển khoản đủ thì 16.300.000 là bao gồm phí ship. Còn nếu cọc tiền thì vẫn giá như cũ, cọc thì 1 triệu trở lên là em ship hàng rồi cho các bác rồi nha. Rồi và sau đây em xin dừng video và hẹn các bác ở video tiếp theo. Mọi chi tiết mua sắm sản phẩm các bác liên hệ cho qua hai số điện thoại này. Sáng nay về đó là 3-4 cặp loa Boss rất là đẹp, đẹp gọi là thiếu shop luôn.